Chuyển sang một số nội dung khác, thưa quý vị, xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cớp sẽ góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững. Do đó, tỉnh Long An đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm ô cớp. Tỉnh Long An triển khai chương trình ô cớp từ năm 2018. Đây là chương trình hiệu quả thiết thực đối với người dân, góp phần đưa dựng sản phẩm đặc trưng có tiềm năng thế mạnh của tỉnh như rượu đế gò đen, nạp xưởng, tinh dầu tràm, mật ong, sao màu, đậu phộng đến với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Điểm thuận lợi nhất đối với các sản phẩm này là sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, cơ bản bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Một số sản phẩm đã được chế biến, đóng gói, có bao bì. Hiện Long An có 19 sản phẩm ô cớp đạt hạng 4 sao, 12 sản phẩm đạt hạng 3 sao trong lúc các loại hàng hóa nông sản nói chung, sản phẩm chế biến từ nông sản nói riêng phần nhiều đang bích đầu ra vì thiếu sức cạnh tranh, thì chương trình ô cớp ra đời như một luồng gió mới, góp phần dược dậy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững. Thời gian tới, để các sản phẩm ô cốp của tỉnh thiết lập chỗ đứng vững chắc trên thị trường, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp các ngành địa phương tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ từ sản xuất sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, nhất là chính sách hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chế dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì, ứng dụng máy móc hiện đại trong sản xuất, chế biến sản phẩm.